Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm khu nhà ở được gọi là chung cư mini đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng dân nhập cư ngày càng mở rộng, sinh viên các tỉnh, thành phố về học tại các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn Hà Nội cũng rất lớn, khiến nhu cầu nhà ở tăng vọt và loại hình chung cư mini góp phần giải quyết bài toán này. Theo ghi nhận, tại các con hẻm nhỏ ở trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, hàng loạt chung cư mini được xây dựng chi chít trong các ngõ nhỏ hẹp, xung quanh có nhiều nhà dân vây kín. Điểm chung của các căn chung cư này là nằm trong các ngõ, hẻm sâu và chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất là cửa chính. Nhiều căn quây kín lồng sắt kiên cố, người bên trong rất khó thoát ra ngoài nếu chẳng may có cháy. Ngay cạnh con phố Khương Hạ nơi xảy ra vụ cháy thương tâm, con phố Khương Đình hay các con phố khác của địa bàn quận Thanh Xuân, chung cư mini mọc chi chít trong các ngõ sâu cao từ 5 đến 9 tầng như thế này. Xung quanh nhà dân vây kín cả ba mặt, nhiều nhà mặt trước chỉ là ngõ đi rất nhỏ hẹp, hai xe máy tránh nhau cũng khó. Còn tại khu vực đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, theo thống kê, hiện trên địa bàn có khoảng 334 chung cư mini và chúng đều chung một đặc điểm, một lối thoát hiểm, cửa sổ được quây kín bởi các song sắt và tất nhiên hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Cửa năm tháng nào chả sửa bảo dưỡng, cái này nó chỉ thế thôi. Mà ở đây là chú sẽ là không dùng cái chuông báo cháy mà là chỉ là cái kẻng thôi đúng không? Thế rồi cái kẻng rồi gõ cái có mấy tầng nhẹ, có 8 tầng các bạn. Thì ngày xưa được mất trộm được đầm thế thì có mỗi cái hành lang đi xuống là có cửa sổ thôi. À vâng. Cái hành lang ấy. Em cũng rất là lo ngại là không hiểu là cái chỗ mà mình ở có gặp cái vấn đề, nếu đâu có gặp cái vấn đề đó xảy ra thì mình không biết là mình sẽ xử lý như thế nào ấy. Thì phòng của em thì chưa có chỗ thoát hiểm thì em cũng rất là lo ngại. Thì nếu mà trong trường hợp xấu nhất thì có thể là, vì là chị thấy đấy, trong phòng của em toàn là cửa kính thôi ạ. Thì nếu mà trong trường hợp xấu nhất thì phải đập cái cửa kính ra để mà thoát hiểm thôi ạ. Không đảm bảo an toàn, những cái chung cư ở đây không hề đảm bảo an toàn một tí nào hết, vì nó làm cách đây hàng chục năm rồi. Làm rất là, nó chỉ cần có nhiều phòng để cho thuê, có cái lợi ích, có cái diện tích để cho thuê thôi. Chứ không có cái gì là phòng cháy, chữa cháy. Còn thậm chí nó có khi làm cái gì là đường ống, phòng cháy, nhưng làm gì nó có cái đường nước gì để mà, đường dây gì mà nó lên để mà chữa cháy đâu. Cho nên nhà nước bây giờ phải đi kiểm tra, làm nghiêm ngặt, phải có một cái luật. Người ta có ý thức nhưng người ta chưa hiểu về vấn đề an toàn tuyệt đối. Cũng trang bị thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng mà trang bị cái đấy nó chưa đầy đủ. Giả sử như bình phòng cháy chữa cháy có, đúng không? Cầu thang thoát hiểm có nhưng mà với mức độ là ở chật quá. Khi xảy ra sự cố thì không tránh khỏi cái sự thiệt hại lớn được về người và tài sản. Vâng thưa quý vị, nơi tôi đang đứng là một hẻm trong con ngõ sâu thuộc đường Hồ Tùng Mậu. Và quý vị có thể nhìn thấy là hẻm này chỉ dài khoảng 200m, nhưng mà theo quan sát của tôi thì đã có khoảng hơn 10 cái chung cư mini như thế này. Và đặc điểm của một căn hộ chung cư mini thì là cao từ 5 đến 10 tầng và từ 35m2 và đến 70m2 và có mức giá cho thuê là từ 4 đến 7 triệu đồng và mức mua là 600 đến hơn 1 tỷ đồng. Vị trí ngay tại các khu vực nội đô gần các trường đại học và gần đây thì là có các trường đại học như là trường đại học thương mại, trường đại học sư phạm và trường sân khấu điện ảnh. Và như vậy thì hàng chục tòa nhà cả bán và cho thuê đã tạo thành các thủ phủ chung cư mini ngay tại con ngõ 66 Hồ Tùng Mậu và hẻm 35 nơi mà tôi đang có mặt tại đây. Một tuần trôi qua kể từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau vụ cháy gây thiệt hại rất nặng nề này, Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các chung cư mini và cơ sở thuê trọ trên địa bàn để chủ động hơn trong công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ. Các phường, quận đều có các cán bộ phụ trách thực hiện theo dõi, giám sát liên quan đến lĩnh vực này. Ghi nhận tại buổi tổng kiểm tra của quận Bắc Từ Liêm ngay trong ngày hôm nay. 34 căn hộ trong căn nhà 7 tầng. Đây là căn nhà mà người dân ở đây gọi là chung cư mini. Không có hệ thống báo cháy và cả không có biển chỉ dẫn thoát nạn. Những người sống tại trong căn nhà này lại phải tự tạo lối thoát hiểm hay tự trang bị thiết bị cứu hộ ngay trong căn nhà mình sống như thế này. Ở đây nó có một cái chỗ để tháo ra để khi mà có hỏa hoạn thì rồi các thiết bị điện thì sau khi dùng xong thì sẽ rút hết ra như bếp từ hoặc là các bếp nướng ạ. Tự bản thân cũng thấy rằng cần thiết phải làm những cái phần thoát hiểm là ở các cửa sổ. Tại vì ở tầng 1 thì nó cũng thuận lợi hơn là không phải dùng thang. Thì cũng tạo thành điều kiện là mở ra mở vào để đi được ra ngoài đường.
nhằm phát huy vai trò bốn tại chỗ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1 đã thành lập 8 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 24 điểm phòng cháy chữa cháy công cộng để dễ dàng tiếp cận những điểm nằm trong ngõ sâu và nhỏ khi có hỏa hoạn xảy ra. Làm cho nhân dân chú trọng hơn đối với cái về việc công tác phòng cháy chữa cháy này. Và thứ hai thì các cái trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy để đảm bảo làm sao thì thực hiện cái công tác bốn tại chỗ, khi mà sự cố xảy ra thì có thể là xử lý ngay tình huống đầu trong những cái thời điểm đầu tiên. Bắc Từ Liêm là một trong những quận tập trung nhiều khu chung cư mini nhất thành phố với gần 100 nhà chung cư mini. 15 đoàn kiểm tra gồm 2 đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường tiến hành kiểm tra 100% các nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn. Qua kiểm tra thì chúng tôi cũng nhắc nhở nhân dân, cũng là đề nghị nhân dân là thứ nhất là tham gia các cái lớp tuyên truyền huấn luyện về phòng cháy chữa cháy cũng như thoát nạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai nữa là đề nghị nhân dân tự trang bị cho mình các kiến thức về thoát nạn cũng như là chữa cháy ban đầu. Pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định về khái niệm chung cư mini. Do vậy, các quy định về xây dựng phòng cháy chữa cháy không có định nghĩa về loại nhà ở là chung cư mini. Việc cấp phép xây dựng đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy của nhà chung cư mini đang được áp dụng theo quy định đối với nhà ở riêng lẻ. Theo thống kê Hà Nội, hiện nay toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ. Với số lượng lớn thế này, nếu chỉ có sự vào cuộc kiểm tra của các lực lượng chức năng là không đủ, mà còn cần đến ý thức về phòng cháy chữa cháy của người dân. Ngày 18 tháng 9, công ty bảo hiểm Manulife cho biết đã hoàn tất thủ tục chi trả bảo hiểm cho một gia đình có người thân không may qua đời trong vụ cháy vào ngày 15 tháng 9 và sẽ chi trả tiếp 2 trường hợp khác trong ngày 19 tháng 9. Tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Manulife cũng đang tiếp tục làm việc để xác minh tình trạng các khách hàng còn lại nhằm hỗ trợ chi trả nhanh nhất. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính gửi công văn yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm và Doanh nghiệp Bảo hiểm nhanh chóng rà soát, bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Được biết, các công ty bảo hiểm bao gồm Nhân Thọ và Phi Nhân Thọ đang tích cực khẩn trương rà soát danh sách nạn nhân để hỗ trợ kịp thời. Trong đó, hãng bảo hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam đã hoàn tất thủ tục chi trả cho một gia đình có người thân không may qua đời trong vụ cháy vào ngày 15 tháng 9 và sẽ hoàn tất chi trả tiếp 2 trường hợp khác trong ngày 19 tháng 9. Tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Manulife Việt Nam cũng đang tiếp tục làm việc để xác minh tình trạng các khách hàng còn lại nhằm hỗ trợ chi trả nhanh nhất nếu có. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, thành phố cũng đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với mức 37 triệu đồng trên một người thiệt mạng và 12.400.000 đồng trên một người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng trên một trẻ em bị thiệt mạng và 10 triệu đồng trên một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê tại căn hộ, mỗi cá nhân 1,5 triệu đồng trên một người một tháng trong 6 tháng. Hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn. Mức 5 triệu đồng trên một trẻ. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào đêm ngày 12 tháng 9, rạng sáng ngày 13 tháng 9, xảy ra vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy đã khiến 56 người tử vong.